Anh ghi hình em tí nhá. Em xinh, em có quên chứ. Em ở ngoài Bảo Hà. Em cũng ở Cam Cọn luôn ấy. Em Cam Cọn trên chỗ nhà chú rể đấy gì. Vâng. Các bạn ơi, có một bạn gái ở bên họ nhà trai, rất là xinh gái. Em tên là gì ạ? Em tên là Phương ạ. Phương à? Vâng. Phương sinh năm bao nhiêu Phương? Em năm nay 20 tuổi. 20 tuổi. Ôi, tuổi con số rất là đẹp mọi người ạ. Mà em có hiểu chưa? Em hiện tại là đang độc thân ạ. Em độc thân. Vâng. Có nghĩa độc toàn thân. Độc toàn thân luôn ạ. Là cái bộ lễ ở bên nhà gái, mà khi các bác bên nhà gái họ làm lễ để đón nhận những cái xính lễ của bên nhà trai họ đem sang mọi người. Thì lễ ở bên nhà trai có những cái gì thì mình sẽ ra bên ngoài mình ghi hình thật là chi tiết lại cho mọi người xem nhé. Có bạn trai đầu tiên thì mình thấy hình như là đang gánh hai can rượu thì phải mọi người ạ. 2 can rượu này. Còn cái bạn thứ hai này là cái gì đấy em nhỉ? Còn Đoàn cứ vào nhà thôi. Bánh chưng. Bạn thứ hai thì gánh bánh chưng, với bạn gái thứ ba này thì cũng bánh chưng à em? Vâng, cũng bánh chưng nhá. Còn bạn gái cuối cùng thì một bạn gái rất là xinh, đang có 2 cặp gà trống đấy mọi người ạ. Đó có nghĩa là 4 con đấy. Gà trống thiến đúng không ạ? Đấy, gọi gà thiến đấy mọi người. Đây là những cái sính lễ mà bên nhà trai là đem sang cho bên nhà gái mọi người nhá. Đấy, một cái phong tục truyền thống của người dân tộc Tày rất là hay, rất là ý nghĩa. Đấy. Đấy, bên nhà gái họ đã nhận sính lễ, và đây mình sẽ vào đây để mình ghi rõ cái sính lễ cho mọi người xem này. 2 cặp bánh này. Đây mọi người. Và có 2 can rượu nhé. Nhưng mà cái này thì mình không biết là rượu gì. Thấy có 2 can rượu và đây nhiều, bao gồm có cả nến, cả dao này. Đấy mọi người thấy hay không? Đây là cái phong tục truyền thống của người dân tộc Tày đấy. Chứ các năm người ta cũng này quá còn tháng chứ con trang cũng xây còn quân tập và những dùng lại binh khi mà các ngày này các năm người ta riêng không kể từ trang tới này là nhiều các này các người ta chưa có thành một tem nó còn đây như gì hôm nay. Bây giờ khi mà bên nhà gái hình như là ông hay gì đấy đã hưởng cúng xong rồi thì bây giờ là sẽ đem lễ vào bên trong nhà mọi người ạ. Bây giờ cô dâu chạy vào. Hôm nay ạ. Mình cũng được đúng với con trẻ. Đây là ông Phúc Gia đây. Đây là ông chính ông nhà. Nhà bây giờ ám đấy. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn. Mọi người, đây chính là đồng chí chú rể rất là đẹp trai. Mình có gọi là đồng chí nhé, bởi vì mình mới đi bộ đội về mọi người ạ. Xin chào chú rể nhé. Chú rể cho mình hỏi thăm một chút thì cảm nhận của chú rể khi mà đem những sính lễ sang nhà gái thì hiện tại lúc này của bạn thì bạn cảm nhận như thế nào ạ? Em cảm nhận thấy hơi bơ ngơ anh ạ. Có nghĩa là lần đầu tiên đi lấy vợ thì cảm thấy là rất là run đúng không? Chào thù em đấy. Sao? Nô gì? Hôm nay nhà em mai lên trên đấy. Thế nhưng mà hôm nay nhà em cho nhỏ cái âm thanh điện thoại đi tí. Thế tối nay em cho chú rể ngủ đây luôn à? Không, tôi ngủ nhà hàng xóm nhá. Thế có nghĩa là tối nay chú rể ở đây luôn hay là? Vâng, ở đây mai mới lên nhà trên mà. Đang mai mới lên trên đấy, lên nhà trai đó. Ra xong rồi mai lên trên đấy là em phải ở trên đấy luôn à? Chả ở đấy luôn, không ở trên đấy lại về chắc. Thế tối nay là hai đứa là chiến đấu ở đây thế? No. No gì mà no, chặt gươm này, nghiện này, cứ phải nhai. Thế, em ơi, cho anh hỏi thăm tí, em là cô dâu của ngày hôm nay đấy phải không? Không em mà ai nữa. Không em mà ai nữa. Hôm nay mà lại anh ghi được hình của chú rể ngoài kia rồi, chú rể đang đợi em ngoài kia đấy. Kệ chứ. Kệ hả? Thế nhưng mà, thế em có cảm giác hồi hộp hay là xúc động hay là gì đó mà khi chú rể chưa vào dắt em ra ngoài hội trường sân khấu không? Không á? Không háo hức gì hả em? Hết háo hức rồi. Hết háo hức rồi à? Hết rồi. Ôi, tại sao thế? Anh nghĩ là tưởng là ngày cưới này thì là em phải là rất là háo hức để chờ đợi chú rể đi vào. Háo hức chú rể chưa xuống đến thôi, mà còn đến rồi háo hức cầm gì nữa. À bây giờ mình nhận sính lễ rồi là mình hết háo hức rồi. Ừ. Lúc chưa nhận sính lễ thì vẫn chờ mà để đòi lấy được lễ đã đúng không? Đấy mọi người, cô dâu này thì rất là hài, rất là vui tính. Chú rể vừa nãy thì mình có ghi hình ở bên ngoài đấy mọi người. Đấy, chú rể rất là đẹp trai, rất phong độ, người cam cọn của Bảo Hà, Bảo Yên mọi người nhá. Còn là cô dâu đây thì là đây ở dưới này là gì em nhỉ? Phúc Khánh ạ. Phúc Khánh Bảo Yên mọi người ạ. Một cô dâu rất là xinh, có mái tóc khá là tây nhá. Mái tóc này cô dâu thì thật sự là mình rất là ưng cái mái tóc này luôn. Không biết là các bạn như nào, nhưng mà từ hôm đôi bạn trẻ lên trên chỗ Studio Phú Gia của bên mình để chụp ảnh ấy thì bạn make up ở bên mình thì cũng có vài lời nhận định, có nghĩa là nhận xét về mái tóc của cô dâu này. Một mái tóc rất là cá biệt, cá tính đối với một cô dâu rất là xinh xắn luôn mọi người ạ. Đấy, bây giờ tại vì là có cái von kia thôi, nhìn nó không có rõ thôi mọi người ạ. Đấy. Đấy, cảm giác được làm cô dâu đấy, các bạn xem cảm giác làm cô dâu sướng không? Đấy, đấy có bạn bên này đây, mọi người này. Bạn đây, bạn trai rồi. Đấy, bạn trai ra ngoài bạn bảo may lấy được chồng. Điều thế không biết. Dương chưa? À thế là mày có lừa mãi mình mới tán được nó à? Mày mãi lừa tán mãi mới đổ, mày còn có thằng Dương không? Ô thế trong cái quá trình mà em tán chồng em bây giờ thì lâu không? Yêu được có 8 tháng. Yêu được có 8 tháng á? Thế cái quá trình mà khi em tán đổ nó ấy thì được bao lâu thời gian để tán đổ nó? Một tuần. Một tuần em tán đổ nó rồi? Vâng. Thế em có cái bài bí quyết có công gì không mà em giỏi thế em phải tán đổ được? Tán không? Lâu quá ai chịu được. Đổ nhanh đi người ta còn chịu được thơ. Lâu quá không chịu được á? Lâu quá đi tán thằng khác đây. Thế anh chẳng biết là thế khi mà cái cảm giác mà khi mà anh rất muốn biết cảm giác mà khi mà mình được một người con gái đến tán á thì người con trai như thế nào thì là mới đúng gu của bọn em. Khi mà chẳng hạn như bọn em tán ấy thì như lúc bọn em tán á thì em muốn người con trai đấy là họ sẽ phải thể hiện như thế nào, ví dụ như là trông lành hiền này hay là phải ga lăng hay là gì đấy. Hiền lành thôi, em không cần ga lăng đâu. Cái hiền lành thôi đúng không? Nói nhẹ nhàng, biết quan tâm chăm sóc đến người yêu một chút, sau là vợ nữa đúng không? Đấy, thế là duyệt thôi. Thế anh hỏi tí đây cái này vui nhá. Em tán được anh này trong cái quá trình cũng một tuần đổ đúng không? Vâng. Thế nhưng mà trong cái quá trình mà em đến tán anh ấy thì có thấy anh ấy có người nào yêu chưa? No. Có nghĩa là anh vẫn còn rất là trong trắng đúng không? Là một anh chàng vừa mới lớn dậy chưa biết gì đã. Tao bị gái lừa. À thế là hóa ra là em lừa à? Ôi nói vui vậy mà, mọi người nhá. Đây là mình cũng ghi lại một chút hình ảnh vui nhộn trong ngày cưới của cô dâu. Vì tất cả chúng ta đây thì ai cũng phải lấy vợ lấy chồng đấy mọi người ạ. Thì chúng ta đều chúc cho cô dâu chú rể ngày hôm nay được một ngày tổ chức cái hôn lễ là thành công tốt đẹp và chúc cho đôi bạn trẻ được tràn đầy hạnh phúc mọi người nhá. Xin cảm ơn cô dâu nhá. cô dâu chào mọi người cái nào. Ồ đấy, live team các kiểu ấy mọi người. Bye bye. Quảng lên sân khấu chuẩn bị có một bài hát và MC ca sĩ Quảng tự giới thiệu cho quý vị trong buổi chiều hôm nay. Xin mời em sang gió trên hè nước Việt Nam cũng anh một mối xuân vàng lứa đôi và rượu nồng thắm đỏ đôi môi cho duyên em thắm cho tình anh say biết đưa toàn thể quý vị con tình cũng là duyên số trăm năm đẹp như trời hát thiên tình đồng bền. Kính thưa các cụ, các ông, các bà, cô dì, chú bác, quan viên hai họ của nhà, thưa toàn thể tân quý khách. Đặt ra những nhất trí xây dựng hạnh phúc trăm năm với nhau và hai cháu có lời nữa lại với hai bên gia đình hai nhà nhà ta. Cùng được chia sẻ những tổng tài nào thoát bạn. Ban tổ chức chúng tôi xin được trân trọng kính mời hai bạn trẻ của chúng ta sẽ nâng ly rượu của mình tiến ra trung tâm sân khấu, uống ly rượu ra bồi, kết giao thề, kết giao tình. Ta cũng nổ một trống tay thật lớn để chúc mừng hạnh phúc của dâu chú rể trong buổi chiều ngày hôm nay. Sân khấu cái vòng cưới của gia đình nhà cái trong buổi chiều hôm nay, cũng như ban tổ chức chúng tôi cũng sẽ dành những lời chúc tốt đẹp nhất, những lời chúc hạnh phúc nhất đến cô dâu chú rể và chúc cô dâu chú rể sang năm tới 2022 cũng sẽ có những thiên thần bé bỏng, đó chính là những bé trai, những bé gái vô cùng xinh xắn và vô cùng đáng yêu.